Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1 triệu token có ký hiệu là Mini Dogger Pro này. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click link mô tả dưới video mở ra bấm start. Sau khi bấm start xong thì các bạn bấm vào một zone giveaway các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn zone đến group. Tiếp tục zone tiếp kênh seller nữa. Các bạn xôn xao người ta mà các bạn bắt up nữa, tiếp tục follow Twitter và retweet nữa. Trên Twitter nữa các bạn theo dõi nữa, các bạn like nữa, các bạn tweet lên nè, rồi các bạn bắt up lên nữa. Tiếp tục follow Reddit nữa. Trên Reddit các bạn xôn community nè, bạn like nữa cái nữa. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow Instagram nè. Toàn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi trên Instagram bạn theo dõi nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Bạn submit đi tên nha các bạn. Rồi các bạn dòng đầu tiên các bạn để địa chỉ email của tất cả các bạn. Dự án này đáng lý sáng mình làm cho các bạn nhưng bot nó bảo trì nên nhắc này mà làm được. Rồi tiếp tục các bạn gửi đường link profile Twitter mình nè. Xin chào Twitter, nhấp vào gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ, nhấp vào gạch cùng, nhấp vào chia sẻ, nhấp vào sao chép liên kết, và để cho bot nè. Tiếp tục gửi đường link profile Reddit, thì bạn nhấp vào Reddit lên nè. Nhấp vào ba gạch cùng nè bạn, nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba gạch cùng nè. Các bạn sao chép cái đường link Reddit mình nè, gọi là chatbot nè. Tiếp tục gọi đường link profile Instagram, thì các bạn nhấp vào Instagram luôn. Rồi các bạn nhấp vào nè mà ta của mình nha các bạn. Rồi nhấp vào ba gạch cùng nè. Các bạn sao chép cái đường link Instagram mình nè, gọi là chatbot nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ bên bi sẽ bán trên trên YouTube Palette nha các bạn. Sẽ chết liên kết gửi cho bot. Rồi các bạn bấm balance để chết số càng mình kiếm được nha các bạn. Mình đã nhận được 1 triệu túc càng mini dot nè. Các bạn bấm vào ghép link lên ghép chia sẻ trong bè những thằng được kiếm thêm tô càng nha các bạn. Vậy video mình đang em kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.